nếu mà cái tay của khách mình nó bị hỏng như vậy nè, thì mình phải đắp lên cái mình 2-3 lần cái này. Dạ đúng rồi. Cho nên nó đều. Dạ. Sorry, lost connection. So continuing on, file and shape bây giờ mình dũa. Dũa lấy shape. Sau khi mình dũa xong thì bây giờ mình mới bắt đầu bỏ màu lên, thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. See, let me clean the cuticle a little bit. Always make sure you clean the cuticle, tại vì nếu mà có cái product nó đọng ngay chỗ này á, mình sơn màu lên sẽ thấy hết. Giống như là mình sơn gel vậy á, cái móng nó không có smooth mà mình sơn gel lên á, mình cũng thấy những cái lỗi đó. You will see everything if your foundation is not smooth. Just like chrome, if your foundation is not smooth, your chrome will look very bumpy. So, this is done. So bây giờ sẽ bỏ cái bây giờ bắt đầu sơn màu. I'm going to start with these colors, ombre. Mình sẽ làm ombre 3 màu này. Okay. Actually, sorry, I want a little more pink. So pink to purple. Cái này mình không có sử dụng gel, mình chỉ sử dụng cái base số 2 này thôi. Hello anh Trung. Không biết có thấy không? Can you see? So we're going to apply cái số 2 này sau khi mình dũa. Mình sẽ sơn số 2 đầy móng luôn. Nhưng mà cái lớp này mình bỏ, mình không có nhúng cái lớp này. Tại vì cái lớp này, cái nước số 2 nó sẽ rút xuống, nó sẽ không có thấm cái bột, nó không có hút cái bột. Cho nên cái này mình sẽ để như vậy cho nó hút xuống. And then mình sẽ sơn lại số 2. Cái phần này mình sẽ sơn 2 lần. 2 lần, yes. 98% thôi. Mình chờ cho nó thấm, mình đừng có gấp để phủi cái bụi. Tại vì đôi lúc mình gấp á, mình sơn dày á, nó sẽ bị streaky, nó sẽ bị sọc. Mình sẽ chà đi cái mặt móng của cái bột. Okay. Bây giờ mình sẽ sơn lớp thứ 2. Second application full. Đầy móng. Okay.
bước kế tiếp thì mình sẽ phủi cái bụi này. Thì mình sẽ làm ombre màu hồng với màu tím này. Thì mình sẽ sử dụng trong những cái cọ ombre này, mình sẽ chà cái bột này lên. Thì cái màu nó sẽ từ từ nó lên thôi, không có cần phải làm nhiều. There you go. Cái này mình không có cần phải hơi đèn. See, very easy. So, nếu mà mình muốn bỏ màu thứ ba vô, màu tím hay là màu xanh, nhưng mà cái quan trọng là cái màu thứ ba nó phải đậm hơn cái màu thứ nhì. So bây giờ mình sẽ chạm cái màu tím này ở đầu móng đi vô như vậy. See. So mình sẽ chà nó vô như vậy, mình không có cần phải rắc, mình chà nó vô thôi. See. Mình có thể xài cọ này hay là cọ nó như vậy, hay là cọ nó thẳng flat một chút như vậy. Cái cọ French của mình cũng được như vậy. Thì nếu mà xài cọ bự như vậy á, thì mình có hai hướng. Cái hướng nhỏ này thì mình chậm vô, mình chà chỗ đây, hai bên đây. So you focus on the side right here in section. And then mình dùng cái bigger side, and then you just fade it. You get that. Thấy không, rất là nhanh, rất là lẹ mà không có hao bột. And cái này xăm lên nó 4 rồi đó. Để cho 3 xăm thêm 4. So pretty. Okay, so after you finish, dust off the excess powder and encapsulate with clear. Mình sẽ phủ cái này với clear. Oh, okay. Okay. So sometimes you want to add a little confetti or mylar. Mình muốn bỏ mấy cái miếng này nè. Okay, so trước khi mình bỏ cái clear đó, thì mình sẽ sử dụng cái nhíp. Okay. So cái chỗ nào mình muốn dán, so bên đây mình muốn dán mấy cái miếng này, thì mình bỏ cái chút base ở bên đây thôi. And mình sẽ sử dụng cái này, nhíp nó lên, ịn nó vô. Just like that. See. So mình sẽ nhấc nó lên. And nó vô. Không cần nhiều. A little goes along the way. Cute. Okay. And then mình phủ với clear. Đẹp mà. Là cái này là cái bột ombre không riêng không? Dạ, yeah, của Kira Sky á chị. So bây giờ mình sẽ phủ cái này với lớp clear. Okay. So this is clear powder I have in here. Mình chỉ cần sử dụng lại, không cần phải phí bột. See? Okay. And then bỏ cái số 3 lên xíu. That. So
So cái ngón này mình sẽ làm trắng hồng ngược lại. So màu trắng ở trên đây, màu hồng ở dưới đây. So again, cái lớp đầu tiên thì mình cũng sơn cái base hết nguyên ngón. Nhưng mà cái này mình không có nhúng. We're going to use white, pure white, and petal dust. Okay, you can see. Apply the base cỡ 98% thôi. Dust off the excess powder. And then mình sơn cái base again. About 100%. So now I want to apply this pink at the tip. Mình cũng làm ombre với màu hồng này. Nhưng mà mình không có sơn lại cái base. Mình cũng dùng cái cọ. Cái cọ này. Mình sẽ dùng màu hồng mình chà ở dưới đây. So nếu mà muốn làm cái ombre là mình nhúng màu lạc trước, xong rồi mình dùng màu đậm để mình làm ombre lên thì nó mới nổi. Và cái bột ombre của mình á, make sure that nó không có sheer, là nó nhiều clear quá đó thì nó mới lên. It has to be pigmented. There you go. Rất là nhanh. Okay, so we're going to encapsulate this with clear again. I already have clear in here. I need to protect my ombre. So we're going to apply clear. Dust off and apply your seal protect. Cái kỹ thuật này ai làm cũng được, thợ mới làm cũng được, rất là dễ, rất là nhanh. Đúng rồi. Và mình có thể trộn 2-3 màu cũng được, không cần phải mình cứ màu lợt rồi phải cho đi trước. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Hello anh Tâm Đỗ, how are you? See, rất là nhanh, rất là đẹp. So bây giờ cái này mình dũa shape lại sơ sơ, không cần phải dũa trên mặt nhiều. Tại vì lúc nãy mình đã dũa rồi. Thì bây giờ mình dũa shape lại sơ sơ hai bên. Chạy cái cuticle lại cho nó nằm cái bọt xuống. So we're going to shape, take the shape, clean the edges, clean the cuticle area. Cái này là hồi nãy cái vai à.
Yeah, pure white chị. Pure white. Before you brush it on with a base mask. Oh no, Leslie, I use the dip base and then I dip into a color first and then I use the brush and dip into I use the dip base, dip into the white, and then I did not reapply my base. I used the brush and just dab the pink on. So therefore, it did not pick up any base at all. It was not wet when I apply. So what happened is it only picked up the pigment. So clean the cuticle. Oh, absolutely. It's very, very easy and it's very fast because what it is that it picks up the pigments because dipping powder has very strong pigments, especially Curious Guy dipping powder has very strong pigments. So when you just dab on a dry surface, it picks up the pigments immediately. Dạ đúng rồi chị. Cái đó mình bỏ cái base and then mình dán nó lên thôi. Mình bỏ cái base, dán lên chỗ số 2 dán lên thôi. Dạ. Rồi xong mình bỏ số 4 lại rồi nó lắp thôi. Dạ. Mình phủ với lớp clear chứ. Bỏ cái very beautiful. Bỏ cái clear crystal lên thôi. Dạ. Dạ. So now we're going to apply top coat. You can apply the seal. Dễ ạ. Rất là dễ đúng không? Mà nó chị? Đều nữa. Yes. Rất là đều. Như nhìn mấy cái thợ trong tiệm chị á. Làm á. Ngón này ngón kia. Oh my god. Bà chủ nó nói sao bà không làm? Nó không. Trời ơi. Tại sao không có ai nhìn đó. Nhìn cưng làm được gì thấy ý gì đó. Mà nó đều nữa. Yeah. Trời ơi. Cái gì đó mà ba màu hả? Nó búa lên xua lên trên đây luôn. Oh my god. Nhìn cái tay khách đó mà mình thấy mấy mắc cỡ luôn á. Okay, so Deb. So after applying the seal, make sure that it's dry. And what I recommend doing is using a lint-free napkin, dry wipe, remove some of the excess. If you're afraid that your number four top will harden or solidify. Với số 3 mình được chùi lại. Yeah, chùi đi chị. So we're going to apply from left to right or right to left, very precise. 1, 2, clean on a clean napkin. 1, 2, 3, clean. When you see the surface turns matte, that's when you reapply your second coat. If you don't see this, there are chances that there your product will build up and it will not dry. So 1, 2, 3. Do not double dab and do not overlap. Mình đừng có nhấp, mình đừng có tán tới tán lui thì cái base nó sẽ không có bị đọng lại, nó không có khô. So there you have it. That's the Curious Guy dipping powder. Sao mấy à? Này xong rồi đó. Yeah, cái này là xong rồi. Ý em hỏi chùi giấy lên chị. Thank you.